Vụ bắt giam con tin tại tiểu bang Alabama tiếp tục. Tin từ Midland City, dân chúng trong một thành thị nhỏ bé Midland City, Alabama làm hết sức mình để có thể giữ được sự lạc quan về số phận của bé trai 5 tuổi bị bắt cóc và giam giữ tại hầm dưới căn nhà của thủ phạm. Trong ngày 29 tháng Giêng năm 2013, người cựu quân nhân 65 tuổi của thời chiến Việt Nam xông vào chiếc xe bus trường học, bắn chết tài xế, bắt cóc một bé trai 5 tuổi tên Ethan và sau đó cùng em cầm chân cảnh sát tại hầm dưới nhà của ông. Hầu như trong các nơi trong thành thị này đều có những bảng hiệu và dây vàng biểu trưng cho sự cầu nguyện và ủng hộ bé trai 5 tuổi. Các nhóm tụ họp đốt nến cầu nguyện cho sự cầm chân cảnh sát tại hầm được giải quyết ổn thỏa và không có thêm sự đổ máu. Bà Michelle Riley, một dân cư của Midland City, nói rằng không có lời nào mô tả sự khủng hoảng của dân chúng tại Midland City đang gặp phải và bà mong rằng mọi sự kết thúc với bé Ethan được trả tự do không thương tích. Cảnh sát đã xác nhận thủ phạm là ông Jimmy Lee Dickies. Trong khi đó, tang lễ của người tài xế nạn nhân đã được tổ chức trong ngày 3 tháng 2 năm 2013.